Chuyển về cảnh ngày, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các hiệu ứng tiếp theo. Bây giờ chúng ta chuyển về tab weather. Tôi tăng mặt trời lên. Và chuyển hướng. Sau khi chuyển ánh sáng lên rồi, chúng ta cùng nhau chuyển về phần máy ảnh. Tôi chụp hình tấm này. Ở phần Global Illumination này, chúng ta tăng phần Sun Amount lên. Các bạn sẽ thấy cường độ sân sẽ tăng lên. Các bạn thấy những vị trí này, chúng ta có sự thay đổi khác biệt. Nếu tăng quá thì cảnh sẽ không đẹp. Reduce Spot. Tại những vị trí này có sự thay đổi khá nhẹ nhàng. Và Sun Mark Effect Distance, vị trí ảnh hưởng của đèn sân, có sự biến đổi. Ok. Ngay vào luôn, chúng ta cùng nhau khám phá hiệu ứng tiếp theo. Tôi bấm vào Effect. Các bạn chuyển về phần Contrast, tức là những đường giả, đường thẳng, như kiểu đường máy bay, vân vân. Blend, thay đổi các vị trí này. Shine, độ dài và ngắn của các đường. Random, độ phân bố ngẫu nhiên. Khá đơn giản và dễ hiểu đúng không các bạn? Tôi thì ít khi dùng chức năng đặc biệt này. Tôi sẽ remove. Di chuyển trỏ chuột và chọn ngay về phần tab cell ở dưới này này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một hiệu ứng khá đặc biệt, đó là hiệu ứng phản xạ. Tôi bấm vào đây và chuyển qua cảnh. Ví dụ, bấm vào phần material, vật liệu. Sau khi load lên, tôi để nguyên mặc định các vị trí. Tôi bấm vào chụp hình và chụp một tấm hình đầu tiên. Sau khi chụp xong, chúng ta add new effect. Chuyển qua phần reflection, phản xạ. Mục đích ở đây, tôi muốn bề mặt dưới này sẽ phản xạ các khối này. Hoặc đơn giản các bạn có một cảnh và chúng ta cần bề mặt sàn có đối tượng phản xạ mạnh hơn. Tôi bấm vào phần dấu này, chúng ta chọn bề mặt. Bấm một dấu cộng nhốt vật liệu thôi. Các bạn chú ý khi tôi đẩy xa ra, những vị trí nào xanh thì sẽ phản xạ nhiều. Còn đâu, những vị trí không xanh phản xạ ít hơn. Tôi đẩy vị trí xanh ở đây. Và click chuột trái. Sau đó đánh dấu check. Vậy là ở những vị trí này chúng ta đã có phần phản xạ rồi. Về xa, phản xạ sẽ suy giảm. Các bạn có thể tăng Reflect the shot. Ảnh hưởng khá ít. Ở đây các bạn review xem trước hay không xem trước. Và Flicker Reduction, sửa những phần lỗi của phần phản xạ này. Nếu tôi tăng lên thì các bạn thấy chúng ta đang bị lỗi. Còn nếu như các bạn đã bị phản xạ lỗi kiểu này rồi thì chúng ta có thể giảm đi. Đây là một chức năng khá ưu việt, giúp chúng ta tăng bóng các phần phản xạ như sàn. Đương nhiên các bạn có thể chọn nhiều đối tượng phản xạ, không nhất thiết là một, tôi cộng thêm. Tôi chọn ở đây và đồng ý luôn. Có lẽ góc này chúng ta chưa có độ phản xạ ưng ý nhất. Các bạn có thể về nhà thực hành và kiếm những góc khác và ứng dụng trực tiếp vào công trình của mình.